Cảm xúc của hai vợ chồng Mai Khánh lúc này á thì vừa vui mà lại vừa buồn. Vui á là mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái đêm tiệc đại nhạc hội mừng kỷ niệm 26 năm Mai đi xa thành lập. Buồn á, nói thật với cả nhà là Mai rất là lo trời mưa. Trời mà mưa một cái là bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống biển á. Bởi vì á, đêm tiệc này á là hàng nghìn con người á đến từ tập thể Mai đi xa đã miệt mài làm việc mấy tháng nay luôn á. Giờ này á thì vợ chồng con chỉ biết chắp tay á cầu trời thần Phật, cầu cho mưa thuận gió hòa, nhà nhà yên vui và người người hạnh phúc. Và vợ chồng con thì cầu mong cho đêm đài hội nhạc của Mai Đi Xa 13 tháng 7 đừng có mưa nha. Mưa thật sự là con buồn buồn lắm luôn á. Vì là vợ chồng con cũng phải là bầu xô, cho nên cũng phải là làm đêm tiệc để kiếm tiền. Lý do tổ chức đêm tiệc được đầu tư lớn và hành tráng và mời toàn sao hàng A về, mà vé vào cổng là hoàn toàn miễn phí. Bởi vì là vợ chồng con muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả mọi người đã dành tình cảm cho vợ chồng chúng con. Và vợ chồng con cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng đã luôn tin tưởng sử dụng dịch vụ và sản phẩm Mai Đi Xa trong suốt 26 năm qua. Vì vợ chồng con muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả mọi người đã dành tình cảm cho vợ chồng Mai Khánh, và cũng như là chúng con muốn tri ân và gửi lời cảm ơn tới tất cả quý hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ và sản phẩm Mai Đi Xa trong suốt 26 năm qua. Thôi thì giờ nắng mưa là việc của trời, con vẫn tin là đức năng thắng số, tin tưởng là Mai Đi Xa tổ chức đến tiệc trời sẽ không mưa, cứ tin vậy đây. Mọi người cầu nguyện cho Mai với nha. Cảm ơn cả nhà.